Tin mừng theo Thánh Matthew, chương 10, câu 24 tới câu 33. Trò không hơn thầy, tớ không hơn chủ. Trò được như thầy, tớ được như chủ đã là khá lắm rồi. Chủ nhà mà người ta còn gọi là Beelzebul, huống chi là người nhà. Vậy anh em đừng sợ người ta. Thật ra, không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật mà người ta sẽ không biết. Điều thầy nói với anh em lúc đêm hôm thì hãy nói ra giữa ban ngày, và điều anh em nghe rỉ tai thì hãy lên mái nhà mà rao giảng. Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hỏa ngục. Hai con chim sẻ chỉ bán được một hào phải không? Thế mà không một con nào rơi xuống đất ngoài ý của cha anh em. Thì đối với anh em cũng vậy. Ngay đến tóc trên đầu anh em, người cũng đếm cả rồi. Vậy anh em đừng sợ. Anh em còn quý giá hơn muôn vàn chim sẻ. Phàm ai tuyên bố nhận thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Còn ai chối thầy trước mặt thiên hạ, thì thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt cha thầy, đấng ngự trên trời. Quý vị và các bạn thân mến, trong đoạn tin mừng hôm nay, chúng ta nghe Chúa Giêsu nói, môn đệ không hơn thầy được. Điều này có nghĩa là người đi theo Chúa thì không thể không chịu cùng một số phận như Chúa, tức là không thể không bị khai trừ, không thể không bị bắt bớ, hay không thể tránh được đòn roi và cuối cùng là bị giết chết. Nhưng cho dù có bị như thế đi chăng nữa thì cũng đừng sợ, vì như lời Chúa quả quyết, người ta chỉ có thể giết được thân xác của các con nhưng không thể làm gì được linh hồn của các con. Với đức tin, chúng ta phải xác thín rằng mọi sự đều nằm trong chương trình khôn ngoan của Chúa, bởi vì mọi sợi tóc trên đầu của chúng ta đều đã được Chúa đếm cả rồi. Và khi xác tín như thế, chúng ta sẽ luôn được bình an nơi tâm hồn. Và khi nói đến niềm tín thác vào chương trình khôn ngoan của Chúa một cách trọn vẹn, chúng ta không thể không nói đến mẫu gương của mẹ Maria. Với hai tiếng xin vâng, mẹ Maria đã đặt trọn niềm tin và sự tín thác vào Chúa. Mặc dù với niềm tin và xác tín đó, mẹ Maria không phải được đặc cách là sẽ thoát khỏi số phận của người môn đệ Chúa, nhưng mẹ không sợ trước những gì mà mẹ phải đối mặt, vì mẹ tin tưởng vào sự quan phòng của Chúa. Lời Chúa hôm nay như một lời mời gọi từng người chúng ta nhìn lại niềm tin của mình. Chúng ta là những người đã và đang theo Chúa, là những môn đệ của Chúa. Nhưng chúng ta có thật sự xác tín được điều đó chưa? Chúng ta có được sự xác tín như mẹ Maria đã xác tín và tin tưởng vào Chúa không? Xin Chúa cho mỗi người chúng con có được thái độ của mẹ, là luôn biết mở rộng tâm hồn để đón nhận tình thương và sự hiện diện của Chúa, luôn tin tưởng và phó thác cuộc đời vào sự quan phòng của Chúa, để từ đó, cũng như mẹ, cuộc đời của chúng con sẽ là lời chứng nhân trung thành cho Chúa. Amen.